cái clip cho mọi người xem cái bàn phím nó dơ như thế nào. Tay mình ngày tiếp xúc được cái này. Cái gì có chuột luôn. Này biết đâu thì anh vệ sinh anh thấy dơ nó dơ thao. Làm cái clip chia sẻ mọi người thao. Đó đâu. Tại em đổ nước cả anh vệ sinh máy cho em thao. Này quay 4K luôn nè. Là nó không hề sạch không nha, nó vô giống như cái nút nhấn bồn cầu vậy. Hột dưa, bí,